ơi chết rồi, sao tháng này mỏng lét vậy nè. Trời ơi, mỗi khi là vậy vậy nè mà sao tháng này thu nhập chết rồi về là chết không ổn rồi. Trời ơi, giật giá leo thang. Trời ơi, mình phải tăng tiền nhà lên thôi, vậy mới tỷ lệ thuận được chứ. Em thu nhập... bông hồng nhỏ nhỏ nhưng em có vò. À Thiên Tài, giờ đi chơi. Dạ bác Tư. Vui quá, yêu đời quá. Ngồi chơi. Dạ. Tư tiền có gì vậy ạ? Tiền. Đóng tiền. Trời ơi bác Tư, lúc nào bác Tư gặp con cũng là tiền không mẹ. Mình phải có tình cảm. Tình cảm cái gì? Tao có tình cảm tao mới cho trễ cả tuần rồi đó nha. Con hứa tháng sau ngày này con đóng luôn cho bác Tư luôn 2 tháng. Vậy hả? Nè, mày thiếu 2 tháng trước, xong giờ mày đòi thiếu 2 tháng nữa là 4 tháng. Đó là chưa nói tới tiền điện nha, tiền nước nha, tiền mạng ha. Trời đất ơi, mày xài mạng cái kiểu gì á? Mày mua một cái máy hút gì mày hút mạng vô phòng mày phải không? Hả? Mà tao nói tao không xài được gì hết trơn mà tao đi ngang cái phòng mày cái là nó rần lên. Nó mạnh, cái tao vừa bước về phòng tao là tao bị mất sống ha. Hả mày? Mày ăn mạng hay sao? Hả? Bây giờ mày tính đi, tao nói nha, bao nhiêu thứ tiền của mày nghe, bây giờ trong cái sổ tao, tao không tính ra luôn đó. Bữa nay tao truyền cái sổ qua cho mày, mày tính giùm tao đi, nha. Trời ơi bác Tứ ơi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà. Có hồi nào. Trời ơi, tụi bay dễ sợ lắm ha. Ha, hãy thấy tao bên này có cái gì cái tắt qua ăn ha, ăn ké ha, nhậu ké ha. Còn tao bệnh tao rên hự, tao rên quá trời rên ha, không thấy thằng nào lên tiếng. Tao bắt đầu tao lớn từng phòng, thấy trước phòng lúc nào cũng có mấy cái bảng đừng làm phiền. Tụi bay tốt ghê vậy đó. Không nói nhiều mày. Bây giờ quy định 2 ngày nữa không có tiền ra khỏi cái nhà trọ này cho tôi. Anh ơi về đi để tôi còn cất ghế. Ủa Tài, anh sao mày thê thảm vậy? Mới hôm qua thấy mày ngồi nhậu bên bển, giờ nay mày lê lết tới đây hả mày? Em hết tiền rồi sao em nhậu được nữa? Trời ơi tội quá, thương quá. Không biết anh bao em nhậu được không? Thương đứt ruột luôn, mình bạn thân mà đúng không? Dạ. Mà thân ai nấy lo đó. Mày nghĩ thì sao vậy? Thân tao lo chứ xong bao mày nhậu. Rảnh quá ha. Rồi nhà cửa phòng ốc sao ra đây? Em bị bác Tư đuổi rồi. Thương quá. Bởi vậy á, tao nói mày nghe, đừng có hy vọng mấy cái người như vậy. Nhìn cái tướng không có biết rồi. Lùn, ác độc, không vợ không con, tiền làm ra không biết để làm. Trà mưa đó, nói xấu người khác trời đánh á. Bác Tư. Chào con mà tới đây mướn phòng trọ là đúng ổ rồi. Ở đây nè, không khí trong lành, chủ nhà thì thân thiện, hàng xóm thì hòa đồng, bình yên lắm. Dạ, được vậy thì tốt quá, cảm ơn bác. Mướn nhà hả? Đúng rồi, mướn nhà trọ. Ở đây á, bác Tứ á, được mệnh danh là bác Tứ dễ thương. Tốt bụng lắm em. Lúc đầu thuê nhà thân thiện lắm. Lúc hết tiền đi biết cảm. Ê, trời đánh. Nói xấu người khác, trời đánh á. Bác Tứ, mướn phòng ai vậy bác Tứ? Phòng nào vậy? Phòng mày chứ phòng ai. Nói nghe ở đây ai cũng nói bác Tứ tốt bụng hết á. Yên tâm đi, đi. Bác Tứ. Cái gì vậy? Trời ơi, nhột nhạt quá, mệt mỏi. Cẩn thận nha. Đừng có mà hy vọng mất phòng rồi cưng. Không, em sẽ nhất quyết lấy lại căn phòng đó. Dạ thưa bác. Chào con, sao đi đâu sớm vậy con? Con trả phòng con đi bác ơi. Ở đi đâu, đi du lịch hả? Dạ không, con đi luôn. Con không quay lại nữa đâu. Cái gì vậy con, sao vậy con? Có chuyện gì vậy hả? Ai làm phiền con? Dạ. Thôi rồi, cái cặp vợ chồng mới cưới ở sát phòng con phải không? Nó vẫn đùng đùng 24/24 làm con ngủ không được đúng không? Không,
phải bác ơi, thôi thôi con. Sao sao thế? Con ở đâu? Nè cái gì vậy? Bác ơi, lại đây. Bác ơi, bác ơi, bác nghe cho con đi đi bác ơi. Ơ, Tiên Tài, Tiên Tài. Giữ nó lại giùm bác ơi, Tiên Tài. Ủa sao tự nhiên giữ người ta, con đi vô lấy đồ để quên. Thằng này thiệt tình, mày giữ nó lại giùm cho bác đi rồi chút xíu nữa mày lấy đồ sao? Ủa sao mới ở tự nhiên đi rồi? Ừ đúng rồi đó. Dạ dạ con không dám ở nữa đâu. Thật ra là ở phòng đó. Gì? Có đó. Có. Ủa có gì? Mà có gì? Thì có đó. Thì tao biết có, mà có gì? Có gì nói đại đi, trời ơi. Có cái gì nói đại đi. Có đó, hỏi bác cho con đi. Trời ơi, ý mình nói là có ma đó chứ gì. Trời đất ơi, ma có gì trong nhà bác con ơi. Nè, trong nhà này chỗ nào tao cũng trấn hết rồi. Trấn. Không có ma cỏ nào dám nhoi vô đây hết trơn á. Nó vừa nhoi vô thấy bác kêu a à, đại ca bỏ chạy à, vừa nhoi vô cái thấy bác cái sư phụ bỏ chạy, hiểu chưa? Không có con ma nào dám vô đây hết trơn á. Cứ ở đi con, tin bác đi. Bác Tứ, thực sự căn phòng đó nó có đó. Có gì? Có ma chứ có gì bác Tứ. Có phải tối qua anh nằm ngủ anh nghe tiếng rên? Đúng. Và tiếng khóc lóc thảm thiết đúng không anh? Có phải anh thấy khung cửa sổ có bóng người qua lại không? Đúng á. Nó chỉ đứng đó chào anh thôi đó. Chứ nếu mà anh ở quen rồi đó, nó sẽ vô ở chung với anh cho đến khi anh chết mà thôi. Con là chủ nhà, không phải mấy đứa trò đâu, đừng có nhát con. Ba cận thị. Con vô xin phép lấy đồ rồi con đi nha. Thiên Tài. Sao vậy? Thiên Tài, đúng. Bác xin lỗi con. Bây giờ bác mới thấy là con đúng là Thiên Tài. Ở đây với bác đi con. Con ở đây đi. Bác, con tên là Thiên Tài. Đầu đội trời, chân đạp đất. Bước đi không bước lại. Không, bây giờ bác nói con nghe. Mày ở lại đây đi. Mày ở trong phòng đó đi, nghe. Không có cho ai mà mướn nữa đó. Nghe. Không bác. Thôi ở đây đi mà, tao năn nỉ mày mà. Bác ở lại chung với con ma đó đi. Con đi đấy. Thiên Tài. Ma ơi. Dạ rồi. Mình đi đây. Ở lại vui vẻ nha. Tạm biệt. Thiên Tài. Con về ở với bác đi. Trời mày đi tao nhớ mày da diết luôn á. Tối tao ngủ không được gì hết trơn trời à. Thân thiện quá, mày đi làm như tao vắng bóng một cái gì đó nó rất là quan trọng trong cuộc đời bác. Nghe nha, về ở bác nha. Thôi con không về căn phòng của ma ở đâu. Trời ơi, về đi. Thôi. Không lẽ mày đành lòng nào mày cắt đứt cái kỷ niệm của mày. Chỗ đó là căn phòng thân thương của mày mà mày gắn bó bao nhiêu lâu rồi mà, đúng không? Thôi cái gì cũ rồi, cho nó qua luôn đi. Qua sao được qua, mày nói thiệt á. Không có mày không ai trị được cái con ma đang ngự ở cái phòng đó. À thì ra là con ma không ai dám mướn nên kêu con về chứ vậy. Ma nào, coi như nãy giờ tao không có nói gì đi. Trời ơi khổ tâm quá à. Đây mày về ở với tao đi, ngày nào tao cũng nhổ râu giùm mày. Thôi mà mày nhổ râu ra. Thôi để con nói thiệt á, thấy con cũng sợ ma lắm chứ bộ. Tại vì con không có tiền nên con phải đành lòng ở đó. Chứ có tiền con đi chỗ khác rồi. Thôi vậy đi. Dạ. Nói chung là ta sẽ giảm tiền nhà cho mày, mày chịu chưa? Nhiều. 1.500.000. Chịu. 1.400.000. Hết bức rồi đó mày. Vậy thôi con không về. Thôi mà 1.400.000 đi nha. Thôi ở chỗ này bữa giờ cũng quen rồi. Bây giờ mày muốn làm sao? Tháng 1.000.000, 3 năm không tăng tiền phòng. Trời đất ơi, 1 tháng 1.000.000 mà 3 năm không được tăng tiền nhà.
Sao mày không kêu tao giảm tiền nhà, giảm tiền điện, giảm tiền nước mà tăng tình thương cho mày đi? Cũng được cái bánh tấn. Hả? Tao thấy cô bộ hơi khó đó nha. Vậy thôi, để ma ở với bác vậy. Vô làm hợp đồng. Thời buổi khó khăn quá mà. Để. Úi trời ơi, trời đất ơi. Phi tan vật chứng thôi. Mình giỏi quá thiên tài. Chỉ có cách này mới trị được ông chủ nhà trọ đáng ghét. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy.